Hello, chào mọi người và chào mọi người đã quay trở lại với vlog mới này của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái video nó liên quan đến một chút về những cái loại quần jean. Trước khi bắt đầu về cái video này thì mình sẽ không nhắc đến những cái tiểu sử của quần jean, mặc dù là nó cũng khá là cần thiết đối với các bạn. Bây giờ mình và các bạn sẽ cùng vào cái nội dung phần chính của cái video này nhé. Đầu tiên thì phải nói là quần jean thực sự là nó rất là đa dạng, rất là nhiều với những cái loại mẫu mã. Nếu như các bạn không biết thì cái quần jean, theo như mình đánh giá là cái quần jean này nó trường tồn theo thời gian một cái cách gọi là rất là lâu dài rồi. Tất nhiên ngày xưa mà thời mà bố mẹ của mình á, bố mẹ của các bạn và ông bà, thậm chí là ông bà cũng đều đã sở hữu cho mình những chiếc quần jean. Thì cái quần jean của cái hồi đó thì nó không được đẹp như bây giờ, nhưng cái mẫu mã thì nó gọi một cách khác, nó là một cái quần jean thụng. Quần jean nó chia ra rất là nhiều loại. Mình thì thường là có những cái loại như sau. Quần jean có zipper, quần jean trơn không có zipper, quần jean có zipper có distress, quần jean có cái phần distress và không có zipper. Thì mình thực sự là cái quần jean nó rất là đa dạng. Đầu tiên là phải nói về cái chất liệu của quần jean. Thì quần jean đa số nói chung á là đều phải làm từ vải bò. Vải bò là một loại vải mà là 100% bằng cotton, có nghĩa là không hề pha một cái chất nào khác cả. Chính vì vậy cho nên là những cái người dùng thường là sẽ rất là thích những cái quần jean, những cái đồ bò ấy, bởi vì là nó có thể trường tồn cho thời gian và nó thực sự là mà không hề khi mà các bạn giặt á. Và về một cái đặc điểm mà tất cả các loại quần jean mà mình nhận được thấy mà mình đã từng sử dụng á, là các bạn mặc càng nhiều thì nó lại càng đẹp. Nó có một cái gì đó mà mình không thể miêu tả với các bạn được. Khi mà các bạn có một cái chiếc quần mà các bạn rất yêu thích á, thì các bạn sẽ thấy là nó mặc lên rất đẹp, mặc dù là các bạn giặt nó có khi nó đã cũ đi rồi, nhưng mà cái độ cũ của quần jean nó lại khác và hoàn toàn so với những chiếc cũ của chiếc áo. Nghĩa là khi mà các bạn mặc chiếc áo cũ á, thì nó sẽ có một cái cảm giác như là bị bạc, bị rão form, rão sợi chỉ, sổ lông các thứ. Và đó là một trong những chiếc quần jean chuẩn. Còn ở cái thời điểm hiện tại thì những cái brand nó làm ra thì thường là sẽ là những cái chiếc quần jean nó sẽ pha thêm một chút những cái chất khác như là polyester hoặc là những cái chất khác, nó gọi là một cái chất co giãn nhẹ nhàng để các bạn có thể mặc quần lên, thì nó sẽ giúp cho quần của các bạn được thoải mái hơn, cái độ co giãn thoải mái hơn. Còn khi mà các bạn mặc quần bằng 100% cotton á thì thực sự rất là cứng, và mình cũng không hề khuyến khích các bạn mặc những chiếc quần mà nó có 100% cotton này. Mặc dù là đối với những chiếc quần 100% cotton á thì các bạn mặc lên nó sẽ rất là đẹp. Và mình cũng có khá đến là quần jean, và mình sẽ giới thiệu cho mọi người qua với những cái mẫu mà mình đã từng sở hữu. Thì ở đây mình có một chiếc quần jean của Minimal. Thì quần này mình, nếu như các bạn đã từng xem một cái video mà unboxing những cái món đồ của Minimal mà mình đã từng làm một cái video riêng á, thì các bạn có thể biết được là mình đã có cái quần này rồi. Thì về cái chất liệu của cái quần jean của Minimal này, nó được làm bằng 98% là cotton và 2% là spandex. Thì đối với mình thì cái phần tỷ lệ phần trăm spandex, nó nghĩa là cái chất mà co giãn á, nó không quá 10%, thì các bạn có thể mặc quần lên rất là đẹp. Thì mình rất là thích cái quần này. Và cái quần này, đặc điểm của cái quần này đó chính là cái chất vải của nó, cái form quần của nó thì thực sự rất là chuẩn. Mình thường khá là thích những chiếc mẫu quần của Minimal. Về đặc điểm của cái quần này nó sẽ như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ có được hai cái knee blowout ở hai phần đầu gối này, nó rất là đẹp. Và nếu như mình không nhầm thì hai cái knee blowout này được Minimal làm hoàn toàn 100% bằng tay, cho nên là nó kiểu như là có một cái sự tỉ mỉ. Và cái phần tua như này nó sẽ làm cho quần của các bạn tạo nên một cái hiệu ứng gì đó nó rất là tự nhiên. Về cái độ rộng giữa cái knee blowout của cái chiếc quần này thì nó cũng khá là vừa phải, để khi mà các bạn đứng hoặc là các bạn ngồi ấy, thì nó không hề bị rão hoặc là rách quá to. Về cái chiếc quần này của mình, đó là chiếc quần có zipper và distress. Và chính vì vậy mình sẽ có một cái zipper dài khoảng tầm 20cm ở đây, nó là một cái độ dài tiêu chuẩn. Và đối với cái quần, và đối với những cái chiếc quần mà có zipper như thế này á, thì thường nó sẽ dài hơn khoảng tầm 5-10cm so với chiếc quần bình thường. Và nó sẽ, và cái điều này nó sẽ tạo cho các bạn một cái hiệu ứng khi mà các bạn mặc quần mà đi với giày mà mở zipper á, những cái hiệu ứng là nó stacking giữa cái phần khoảng cách giày của các bạn rồi cái phần quần này. Mình sẽ để cái ảnh bên cạnh này để cho các bạn có thể hình dung rõ hơn về cái hiệu ứng này khi mà các bạn mặc một quần zipper. Và đối với những chiếc quần jean á, thì thường là nó sẽ có một cái tag của cái hãng brand đấy ở đằng sau này. Thì cái tag này của mình là tag Minimal, một cái tag hoàng gia của Minimal được in, được gắn lên ở cái phần mà các bạn lắp thắt lưng, có nghĩa là cái phần mà cạp quần á. Và tiếp theo thì mình vẫn sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc quần jean nữa, cũng có zipper, nhưng mà của hãng Chris Denim chứ không phải là của hãng Minimal nữa. Thì cái quần Chris Denim này, mình rất là thích cái quần này bởi vì là
cái size mà họ làm tới, họ hướng tới là dành cho người châu Á. Và đây là một cái màu blue, một cái màu xanh, nó đặc trưng của những chiếc quần jean rồi. Bên tay bên trái của cái ống quần này sẽ có đường, những cái đường gân mài nó kiểu tạo lên một cái hiệu ứng. Và bên ống quần phải của nó sẽ bao gồm là hai phần distress. Ở phía đây sẽ có một cái phần distress của phần nó đoạn đùi của các bạn. Và ở dưới này sẽ có là một cái phần distress ở hai cái knee blowout này nữa. Và ở xuống dưới một chút chút thì sẽ có một cái phần distress nho nhỏ ở cái phần ống và ở cái phần ống đồng của các bạn. Bên trái này thì cũng như vậy, nhưng mà nó chỉ có đúng thứ nhất một cái phần distress ở cái phần high knee blowout này thôi. Còn đặc điểm của cái quần này là nó có một cái điều rất là hay, là cái phần ống quần đằng sau của cái quần này là nó sẽ có một cái phần distress như này nữa. Điều này sẽ tạo cho các bạn một cái sự bụi bặm cực kỳ mạnh luôn. Khi mà các bạn đi với giày và các bạn kéo cái zipper này ra ấy, thì thực sự là quần của các bạn sẽ rất là đẹp. Nó sẽ tạo được một cái gì đó nó rất là tự nhiên, bởi vì là cái phần distress sau cái ống quần này nó sẽ rất là đẹp. Và theo như mình tìm hiểu á, là đối với những chiếc quần jean mà mình đã order về ở bên nước ngoài thì họ sẽ làm khoảng tầm là 98-99% là cotton và 1-2% là spandex, và nhiều lắm thì có thể là 3%, nhưng mà không hề quá 5% nha các bạn. Vẫn như chiếc quần minimal kia là mình sẽ có một cái tag bằng da ở đây để đánh dấu là cái chiếc quần này của Griffin Denim khi mà các bạn đi từ bên ngoài vào. Và nhắc đến với những cái chiếc quần jean nước ngoài thì không thể nào mà không nhắc tới những cái chiếc quần jean của local brand Việt Nam. Và đây mình có một cái chiếc quần jean của Snazzy Clothing, và cái chiếc quần này thì mình thực sự rất là yêu thích. Tuy là cái chiếc quần này không có zipper nhưng mà nó lại khá là yêu thích với mình, bởi vì là nó có một cái phần distress. Phần distress của nó trông thực sự rất là tự nhiên, các bạn có thể thấy ở đây là nó kiểu như là nó rách, có rách to, nhưng mà tuy nhiên nó lại có một những cái đường kiểu như là đường cắt rách chưa xong ấy, đường cắt rách chưa hết, là nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng khi mà các bạn mặc quần mà các bạn ngồi xuống ấy, thì là nó sẽ tạo ra những cái đường vân của những cái phần distress này. Và về cái chất vải cũng như là cái form quần của chiếc quần này thì mình không có gì đánh giá quá là nhiều, bởi vì là nó hoàn thiện cũng khá là tốt. Thì ở đây Snazzy Clothing có cho mình một cái phần detail, đó chính là một cái logo của Snazzy Clothing ở bên phần phải của cái túi. Và về cái độ dài của cái quần này thì nó khá là vừa phải để cho các bạn có thể mặc với tất cả những loại giày, như là những loại giày như là slip on, wave runner, hoặc là những loại giày như là boots, thì nó cũng rất là ok đối với một số những cái loại quần jean. Và một cái tip mà mình muốn chỉ cho các bạn là khi mà các bạn mua quần jean á, là các bạn nên nhìn vào cái thớ quần ở đằng sau, nghĩa là cái đường chỉ quần ở đằng sau, thì cái điều này sẽ giúp cho quần của các bạn được đứng form quần hơn, và nó sẽ làm cho cái quần phần ống quần của các bạn sẽ được bó dần từ trên xuống dưới, cho nên là các bạn mặc vào thì nhìn cái phần ống quần, phần ống chân á, phần cái phần ống đồng của các bạn sẽ nhỏ hơn một chút so với cái phần đùi ở bên trên. Và điều này thì nó sẽ giúp cho quần của các bạn sẽ đẹp hơn rất là nhiều, và nhìn xong nó sẽ có một cái sự gì đó nó slim fit, nó ôm hơn so với những quần thụt như ngày xưa. Và cuối cùng sẽ là một hai cái quần jean của cái hãng mà các bạn cũng đã biết rồi, đó chính là hãng Zara. Thì mình cũng ít khi mặc quần của Zara, nhưng mà cái hôm mà mình đi vào để có thể xem có gì mới ấy, thì mình lại thấy cái quần này và cái size của nó thì cũng khá là fit với mình, cho nên là mình đã cóp chiếc quần này. Về cái đặc điểm của chiếc quần này thì các bạn có thể thấy là nó là một chiếc quần jean màu xanh đậm hơn so với cái chiếc quần của Griffin Denim kia, và nó không hề có zipper. Về cái đặc điểm của cái chiếc quần này là nó thực sự rất là hay ở cái phần ống quần của nó. Các bạn có thể thấy là cái phần ống quần của nó nhá, nó làm kiểu tua rua, không có một cái sự cố định nào về cái ống quần ạ. Và về cái chiếc quần này thì nó ngắn hơn hoàn toàn so với những chiếc quần có zipper hay là không có zipper của những cái hãng khác. Là cái quần này khi mà các bạn mặc á, nó sẽ chắc chắn nó sẽ hở một cái phần đoạn cổ chân của các bạn, từ giày cho đến quần nó sẽ hở ra một đoạn. Nói một cách khác thì nó khá là giống với cả những chiếc quần Âu, khi mà các bạn mặc với như là các cả các loại giày, nó sẽ tôn lên được cái phần đôi giày của các bạn, nó sẽ làm cho người của các bạn cao hơn khi mà các bạn mặc những chiếc quần kiểu như này. Ở đây thì nó có khá nhiều những cái distress như này, ở bên trái này thì có những cái distress, nhưng mà tuy nhiên là nó sẽ lại chắp vá vào ấy, nó chỉ kiểu như là chỉ là hiệu ứng thôi, và nó sẽ là một cái vải màu đậm hơn ở đây để cho các bạn có thể cảm nhận được, nhìn thấy vào phát lại phần này là phần rách của nó, nhưng mà nó không được là rách hẳn để lộ ra cái chân của các bạn. Bên này thì nó có hai cái phần distress liên tiếp liền với nhau, một cái phần ở trên và một cái phần ở dưới. Thì cái quần này mình cũng mặc cũng khá để đi chơi rồi, nhưng mà sau đây các bạn một chút là mình không chụp lại ảnh, chính vì vậy cho nên là mình không thể show cho các bạn xem được. Và ở đằng sau này thì nó không có cái tag bằng da ở đây, nhưng mà tuy nhiên là cái tag bằng da ở cái phần túi của quần sau này thì nó lại rất là ok, bởi vì là khi mà các bạn mặc quần ấy thì những cái tác giả ở đây ấy, thì thường là các bạn thắt lưng vào là nó sẽ bị che lấp hẳn cái tác giả của nó rồi, cho nên là sẽ không được tôn lên cái vẻ đẹp gì đó nào đó của chiếc quần của các bạn. Và cuối cùng là sẽ là một cái chiếc quần của Zara mà mình cũng cóp chung với cả cái quần vừa rồi, là nó khá là giống với cả quần vừa rồi, nhưng mà tuy nhiên là nó là màu xám đen. Cái quần này thì mình rất là hay mặc và mình rất là chụp ảnh,
Nếu như các bạn muốn xem về những cái chiếc quần này mình mặc như thế nào thì các bạn có thể follow Instagram của mình, ở bên mình sẽ đặt link ở phần mô tả bên phía dưới. Các bạn có thể click vào đó để biết thêm về Instagram của mình. Và bởi vì là mình thường xuyên là sẽ up những cái outfit mà mình chia sẻ với mọi người lên trên đó. Về đặc điểm của chiếc quần này là nó cũng có cái phần đi stretch như cái quần vừa rồi, nhưng mà và phần knee blowout này thì nó đã cắt theo một cái hình rất là đẹp. Ở bên phải này thì có một cái phần knee blowout khá là to, nhưng mà một cái knee blowout rất là lạ của chiếc quần này là nó không nằm ở đầu gối của các bạn, mà nó nằm dưới cái phần đầu gối một chút. Chính vì vậy là nó sẽ làm cho các bạn khi mà các bạn ngồi xuống á, thì cái phần dưới cái đầu gối một chút nó sẽ bị rách ra, nó không rách hoàn toàn ở phần đầu gối. Và mình thì mặc những chiếc quần này để đi với những cái loại giày như là Mio. Thì Mio là những cái loại giày mà nó bị khuyết cái phần gót đi, hoặc là cái phần gót của nó ngắn hơn để các bạn có thể là đi như kiểu đi dép hoặc là đi sụp á, thì nó gọi là cái những cái loại giày Mio. Và các bạn có thể đi những cái đôi giày mà có cái phần cổ nó thấp hơn so với những cái đôi giày kiểu như là Wave Runner hoặc là đôi boots, thì đi với những chiếc quần như này thì mình thấy là không hợp. Còn nếu như các bạn thích thì các bạn vẫn có thể đi được bình thường. Tổng kết lại thì các bạn có những cái loại quần nào giống như những cái chiếc quần của mình này rồi thì các bạn có thể comment ở bên phía dưới để cho mình biết. Và các bạn nếu thấy hay thì nhớ là đừng quên like, share và subscribe channel của mình. Và nhớ là ấn vào cái nút chuông bên cạnh nút subscribe để có thể nhận được thông báo mỗi khi mà mình up video mới lên. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo. Bye bye.